Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cách chuyển ảnh sang file PDF trên điện thoại iPhone cực kỳ đơn giản. Rất nhiều trường hợp bạn cần chuyển lưu ảnh thành file PDF để gửi đây cho phù hợp thì mình làm như sau. Đầu tiên mình vào ứng dụng phím tắt này, tiếp theo tích chọn vào dấu cộng bên góc phải này, tại ô tìm kiếm này các bạn gõ cái từ khóa là ảnh, tiếp theo mình sẽ kéo xuống này. Chọn đến mục là chọn ảnh, tích chọn. Tiếp tục mình sẽ tích chọn vào biểu tượng mũi tên này, màu xanh này. Hiện tại tính năng chọn nhiều mục đang tác như thế này, các bạn bật lên. Tiếp theo tại ô tìm kiếm này, các bạn gõ cái từ khóa là PDF. Tiếp tục mình sẽ chọn cái mục là tổ tệp PDF, tích chọn mục này. Tương tự tại ô tìm kiếm này, mình sẽ gõ cái từ khóa là chia sẻ. Và ở đây mình sẽ chọn cái mục là chia sẻ nè, tích chọn. Và bây giờ để đưa phím tắt này ra màn hình chính để dễ dàng sử dụng cho những lần sau thì mình sẽ tích chọn một biểu tượng nè, tự chọn bên góc phải nè, chọn đến cái mục là thêm vào màn hình chính, tích chọn. Và bạn có thể thay đổi icon và đặt là tên cho phím tắt như thế này, tích chọn vào đây. Mình sẽ đặt cái tên là BD. Tích chọn vào icon này, chọn ảnh. Ở đây mình sẽ chọn cái icon logo PDF như thế này, tích chọn. Sau đó bấm thêm. Như vậy bây giờ ngoài màn hình chính mình sẽ có cái phím tắt chuyển ảnh sang file PDF như thế này. Tiếp theo bạn muốn chuyển ảnh thành file PDF chỉ cần tích chọn vào phím tắt này, chọn bức ảnh mà bạn muốn chuyển sang file PDF. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn bức ảnh này, sau đó bấm từ thêm. Tiếp theo bạn chọn thiết bị hay tài khoản cần gửi là xong. Ví dụ mình sẽ vào Zalo để gửi nè, gửi cho người bạn này, bấm gửi nè. Hay mình có thể lưu vào tệp nè, tích chọn, bấm lưu nè. Tùy theo các bạn chọn. Cách chuyển ảnh thành file PDF như thế này rất đơn giản. Video của mình đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.